ngày mai tôi thi huyện rồi á, chúc cho tôi thi tốt đi Hiếu. Chúc cho shop ngày mai thi tốt nha shop, chứ chúc cho shop không có gặp phải những cái câu chuyện éo le và lâm ly bi đát như cái cuộc đời của tôi. Hồi trước thì tôi đi thi, hình như là tôi thi cái năm đó là thi cái môn môn gì ta? Môn môn sử hay là môn gì, nói chung là môn đó là môn chép bài. Cái là tôi ngồi trước cái bạn đó, là cái bạn đó là bạn học sinh giỏi nhất khối 11 năm đó. Trời ghê chưa? Tên là cái gì ta? Tên là Nguyễn Thu Hiền hay là cái gì á? Giỏi nhất khối. Cái tôi thấy đề mã đề ban đầu á là mã đề của nó với lại mã đề của tôi á là khác nhau, nhưng mà do là kiểu như là phát đề sao á, cái là tôi không có đề. Cái ông thầy ông cho tôi rút đại đề đi là một trong bốn đề hên xui đi. Rồi cái tôi rút sao chung mã đề với nhỏ đó. Cái tôi ngồi đằng sau nó tôi làm bài, nó ngồi đằng trước. Cái tự nhiên cái như không có đang chép gì đó, cái lấy cái nó đẩy ra bên ngoài đây nè, nó để câu 3 ra bên ngoài vậy nè. Trời má ơi, thấy ý trời rồi má ơi. Thấy ý trời tới nơi rồi, cái ra mình chép lia lịa vô. Mình nói trời sao này nhỏ này tốt quá vậy, chắc biết mình không có làm bài cái gì á. Cái chim mừng quá luôn á má. Cái xong cái lát nó vô tờ đó lại đánh gạch kéo cái vô lại, cái nó bỏ vô học bàn. Có nghĩa là nó làm sai đó. Đáng lý là nó cần phải vô lại và nó gạch trước để nó bỏ vô học bàn từ sớm đúng không? Nhưng nó không, để tao lườm lên tao chép như một con chó ngu à. Xong nó mới bỏ. Tao hiền nha, tốt quá. Trời ơi, chưa đâu. Hồi lúc mà tôi đi làm môn toán á, để tôi kể cho nghe nha. Hồi lúc mà tôi học môn toán á, thì giáo viên toán của tôi nói chung là khó lắm. Cho nên là cái năm đó là cái năm học học cấp mấy ta? Học cấp 2 à, khó lắm bé, khó dữ lắm luôn á. Không có ai mà cái học giỏi hết trơn ngoại trừ cô lớp phó học tập. Lớp phó học tập nó sẽ làm bài được. Nhưng mà cái năm đó là cái ông thầy là cho làm kiểm tra bất ngờ. Kiểm tra toán bất ngờ luôn. Thằng bạn tôi, cấp 3 chứ mới đúng. Thằng bạn tôi nó tên là cái Dũng. Làm toán bất ngờ mà. Làm bài 5 phút lấy điểm kiểm tra 15 phút. Không có đứa nào dám hó hé dịch trơn á. Nè giáo viên nè, bây giờ các em xé đài một tờ giấy, ghi tên lên, ghi lớp, không cần ghi gì hết, khỏi kẻ điểm lời phê, giải liền cho tôi. Tôi ghi xong cái mã đề, tôi ghi xong cái đề bài là bắt đầu vô làm luôn nha. Lạng hoạng là không điểm, không có nói nhiều. Đồ bạn Dũng mọi người địch má. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi mà tôi hủy địch hết 5 phút mà tôi không phản kháng được luôn á. Cái không tè nè, cái không gian nó yên lặng vậy nè má. Nó đang yên tĩnh vậy nè. Cái tự nhiên nghe cái tút. Thì có thúi lắm á. Như lần đầu tiên hủy địch lâu như vậy luôn má. Phải như bình thường mình địch, mình tự địch, mình hủy thì cũng sao, nhưng mình hủy địch của người ta nó mắc ói dữ lắm. Xong cái nguyên lớp của tôi sau khi hủy qua mắt chóng mặt nhức đầu rồi má. Làm bài đâu được đâu. Nguyên một lớp làm được có không có ai đứa trên điểm cho mình, không có đứa nào giải được cái gì hết trơn á. Xong cái kêu móc Dũng nha. Rồi đi lên Dũng xin lỗi cô, nói với cô lý do đồ này nọ cái kiểu đó. Ông thầy bà cô quên mẹ rồi. Lên xin lý do. Cái xong cái giáo viên kêu thôi thấy lý do cũng hợp lý. Mười mấy năm đi dạy chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Nhưng mà nó rất là thuyết phục nên là cho lớp làm lại má. Giống cái thời đó cái bạn em kế bên em kiểm tra vật lý, nó không học bài, cái nó dòm bài của em mà em không cho nó coi, cái nó cứ năn nỉ nên là em phải bắt buộc phải cho nó cô chấm điểm đánh dấu bài của em mà cái bài của nó không đánh dấu tại nó có học thêm bả ơi vậy. Mấy ông cái này mới tức rồi mấy ông. Tại vì do ngữ văn á, cho nên là thường á là chúng ta là chỉ bài, chúng ta không thể nào mà chỉ cái kết bài cho nó với lại cái kết bài, nói chung là cái kết bài của nó với lại cái kết bài của tôi giống nhau được, hiểu không? Cho nên là tôi làm xong cái kết bài của tôi rồi mà thằng bạn tôi nó ngồi kế bên nữa, nó kêu tôi chỉ cho nó làm cái kết bài đi, tại vì nó không biết kết bài. Thì tôi mới thấy vậy thôi mà tôi cũng ghét, tôi không có ưa gì nữa chứ. Ngoài mặt là tao vui vẻ đồ vậy thôi chứ tao không có ưa mày. Ủa trời ơi. Ha. Ngồi hai đứa kế bên vậy thôi chứ không có ưa. Cho nên là tôi không có chỉ cho nó cái kết bài giống như tôi chỉ nó cái bài mà tôi chế, tôi chỉ bừa cho nó đó. Cái gà chấm tôi được 1.5, nó được 1.75. Cái kết bài tổng 2 điểm. Cái này diễn ra vậy?
tôi làm theo cái bài của tôi ban đầu xong xuôi chỉnh chu rồi đó, chấm cái điện ngữ à. Còn cái bài tao chế tao bẻ tao làm cho vui rồi đó. Cái 1.75 là sao? Cái bài mà bình thường tôi hay nói với mọi người đó. À, với cách dùng từ riêng biệt và khó hiểu của mình, những từ ngữ độc lạ làm cho cái tính độc lạ của tác giả không giống ai hết trơn, toát lên một cái vẻ đẹp riêng của mình trong cái phần văn học của ông, làm cho những cái điểm nhấn tưởng chừng như là không có điểm nhấn, tạo nên một cái điểm nhấn cực kỳ nhấn. Đó thấy không? Mấy cái kiểu của tôi đó vậy? 1.75 á. Còn cái kết bài mà chính góc đồ này nọ mình học mình chỉ có 1.5 à. Hơi tức tức á. Hơi tao còn nhớ tiếng vợ bực á. Nhắc tới bây giờ vẫn còn bực á. Còn mà tới lúc mới chỉ bài mình á, hỏi nó ơi chỉ giùm tao con này, từ từ đợi xíu đi, sắp xong rồi, xong tao chỉ cho. Rồi cũng ngồi đợi nó, từ từ đi, sắp xong rồi, đợi xíu chỉ cho. Còn 5 phút nữa giờ hết giờ làm bài. Ơi cái từ từ đợi xíu đi nha, tao chỉ cho. Cái chuẩn bị còn hết mẹ giờ rồi. Ê tao chỉ nè, thôi dẹp mẹ đi. Thôi cút mẹ đi má, cút đi. Khỏi. Tao thiệt, tao thà tao không điểm chứ thôi, tao có bắt ơn mày. Cút đi má. Dẹp luôn đi. Chúng ta là có phúc cùng hưởng, có quả tự chia. Hiếu ơi, năm nay tao thi tuyển sinh mà tao học chương trình mới, mà đổi cái cách thi mới nữa, mà thi chỉ có một cái nguyện vọng thôi, một ăn cả, ngã là về luôn. Thi rớt thì rớt luôn, giờ tao áp lực cực kỳ. Yếu nghề. Yếu. Hồi cái lúc mà em Hiếu ba la que của mọi người, mà hồi mà đi học mà thấy ba que đồ đồ, ba que que ở đây là que là ở đâu nha, là Hiếu ở đâu, Hiếu ba đâu nữa nha. Hồi trước là tôi học lớp 10, lớp 9 chứ. Cái năm cái thi chuyển sinh á, là tôi cái ngày cuối cùng trước khi thi là tôi còn lăm nhăm ở ngoài tiệm net, tôi không học bài, không có học một cái gì hết trơn, mà tôi đi thi tôi vẫn đủ điểm để tôi vô được trong cái trường mà phải gọi là cũng thuộc dạng là trường khá của cái năm đó đó, đó. Nè, không học một cái quần què gì hết trơn má. Hồi lúc trước tôi thi là tôi thi cái trường là trường trung học phổ trường Vĩnh Lộc 2, thì nói chung là ở dưới Hiếu là Bình Chánh mà mọi người. Thì cái năm tôi đi thi á là tôi nhìn cái con bò với lại con trâu mà ở ngoài lớp tôi nó ăn cỏ là 45 phút là tôi nhìn nó hết gần 30 phút ăn cỏ rồi đó má. Cái xong cái lát nữa cái là trong cái phòng của tôi là kiểu như là giáo viên nhắm mắt làm ngơ rồi đó, hiểu không? Là kiểu như là nhắm mắt làm ngơ cho mấy bạn làm luôn á, tốt lắm, giáo viên tốt lắm. Xong cái tôi mới thấy có cái bàn ở trên này nè, mà cái năm đó là coi như là tôi đặt hết tất cả vận mệnh của tôi vô cái thằng đó luôn á. Tiếng Anh, tôi chỉ nhớ môn tiếng Anh thôi, tại vì môn tiếng Anh tôi không biết làm. Còn toán với lại ngữ văn thì Hiếu làm được. Thi ngữ văn chuyển sinh năm lớp 10 Hiếu thi được 8.75 nữa mới sớp. Ghê không? Ghê chưa? Ghê không? Thi tán được 3 điểm. Có nghĩa là chỉ còn có môn tiếng Anh với lại môn ngữ văn là cứu thôi đó. Là cộng lại là tôi vẫn còn thiếu tới cỡ 8 điểm lần á. 8 điểm với lại không 7 điểm thôi, tại vì là 1 điểm khu vực nữa. Xong cái đi qua cái kêu cái ông đó, hỏi ông chỉ cho. Ông chỉ cái kiểu tôi đâu biết gì ông đâu, tôi cũng đâu biết là sao nữa. Nhưng mà cái ông mà chỉ tôi biết là ai không? Ông là cũng tên Hiếu luôn, nó tên là cái gì Hiếu đó. Là học sinh chuyên của tiếng Anh luôn má. Tự nhiên như không, cái năm đó tôi đi thi tiếng Anh tôi được 6.75, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới có được một cái số điểm cao như vậy trong môn tiếng Anh. Là nó không có chỉ nguyên dạng đó nha, có kiểu là nó chỉ mấy cái mà nó kịp thấy thì nó chỉ cho tôi thôi. Nó nói là kiểu như là chỉ một lần nó làm hai đề cũng khó với nó mà, cái nào chỉ được cũng chỉ 6.75 luôn, chuyên Anh luôn má. Cái gì Hiếu tên cái gì Hiếu quên rồi, nhưng mà nếu mà tôi gặp lại là chắc chắn tôi nhớ. Mang ơn đây mà sao không nhớ. Hay mà có gặp lại lần giờ mà mai mốt mà người ta thi đại học tiếng Anh á, tôi sẵn sàng ngồi kế bên tôi chỉ tiếng Anh lại. Không biết là người ta có dám người ta làm không. I've been cold for so long. One time.